Ok, chúc các bạn, mình là Linh đây. Rồi, hôm nay anh em sẽ cùng mình đến trải nghiệm cái con quái vật trong cái bản cập nhật lần này. Rồi, không đâu khác, đó chính là Destroyer Gold nhé. Cái khẩu này thì từ khi bọn Khượng nó mới ra mắt thì kiểu bên bên khơ bên đấy thôi. Nói chung là hôm nay anh em sẽ có cơ hội được cầm của nó xem. Trải nghiệm xem nó có thực sự mạnh không. Cái này thì đầu tiên anh em mình cảm nhận nó đẹp vãi. Ô mình ăn kìa. Vãi. Này to luôn này. Bay vào này, bay vào. Khả năng nhồi đạn thì như kiểu nhồi thịt luôn. Và anh em gọi là các chị em thích điều này. Nó nhồi cực kỳ là nhanh luôn. Vãi. Trời ơi, nó nhồi rất là nhanh. Thực sự cái khẩu Destroyer thường nó đã gọi là quái vật rồi. Mà nay nó được, nó còn như thế này nữa thì Zom chạy đi đâu chết ơi. Nó quá là khỏe luôn. Cận chiến nhanh, thay đạn nhanh, đẹp. Nhưng mà vấn đề là anh em muốn sở hữu nó vinh viễn thì nó hơi bị vất đấy. Thực sự là nó rất là khó. Nhưng mà mình không biết có gọi là tin vui không, nhưng mà anh em sẽ có thể sở hữu nó bằng hai cách. Tức là một là anh em quay bằng Lucky Box, thì cái này là quá là huyền thoại rồi. Còn hai là anh em sẽ quay bằng kho gôn ấy. Cái kho gôn cũng có nhưng mà cũng kiểu giống kiểu hai Lucky Box, nó hên xui lắm. Mày nhá, phải đấy tí để héo. Phải đấy mấy anh em thì mình tỉnh không. Để nó chọc phát là đi rồi đấy. Ok. Chết rồi, mình có tí máu thôi. À nay mình cầm thêm khẩu DE Gold nữa nhưng mà cầm cho đẹp thôi chứ mình không chơi. Dragon cũng được nâng cấp nhưng mà mình nhìn nó hơi bị lỗi thì phải. Nhìn này em, nhìn không đó, đây Dragon này em có thể thấy nó lấp lánh đúng kiểu vàng, đồ vàng nó phải như thế này, cầm nó với kiểu hàng không phải là hàng fake ý, hàng thật, hàng chính hãng người ta. Đã chứ gì, đã cả mất huyết thanh mình rồi. Ôi, đâu vậy? Ôi, tập trung nhá. Mình đã 300 điểm rồi. Là sao kìa bạn ơi. Ôi, tập trung nữa. Đấy nào. Ui, chết luôn kìa. Một bắn một cận chiến thì nó nháy thôi. Gần chết đấy. Suýt mà, nếu mà bắn quá tí thì rồi. Tầm cắt sát thương của này mình đang tính đã. Xem nào. Ok. Vãi, mình bị mắc con Zom ạ. Bị mắc à? Thật ra mình không đi được, mình không hiểu sao. Đây. Phát đi, mình có con Zom nó ạ. Sao nó hết ván nhanh vậy? Nó AFK sao vậy? Thế là mình đi không được. Đấy hiểu sao? Ủa, hôm qua mình stream vậy, phải nói cực kỳ nó nhọ luôn. Thề, anh em xem là biết. Nhìn nó nản vậy. Nhiều em còn hỏi là cầm khẩu Destroyer Gold này xem có nhọ không. Số rồi kìa. Ok, mình sẽ test đa nha. Zom hơi ít nữa nè. Thực sự là cái cầm Destroyer Gold này em chỉ muốn cận chiến thôi. Ui vai không chết kìa. Thế muốn bắn này, bắn thường cũng được thôi nhưng mà cận chiến nó vẫn là. Đây là thương hiệu của khẩu súng rồi. Súng để dành ra để cận chiến zombie mà. À, đây. Mày này thủ dâm này. Chạy đi bạn ơi, mình bỏ kế. Ui dồi ôi. À, nào đầu to lên đây sao nào. Đầu to lên đây sao nào. Ơ, chưa rồi. Tuyệt chung. Trời ơi, mình đánh này anh em thoát hết rồi. Được, thôi kệ nha, nói chung là súng phải như vậy thôi. Chắc là mình sẽ thử stream một buổi với anh em về khẩu này. Cho anh em nói chung có cơ hội test cùng mình ấy. Bắn như thế này thôi anh em đã đủ hiểu nó mạnh như nào rồi. Ui dồi ôi. Lại còn càng mạnh mẽ nữa, khổ. Cái này là đủ mạnh rồi, không càng mạnh mẽ nữa. Chạy đã, có 3 con Zom thôi. Ê, nó không rơi, phải đấy mình đang căn nó rơi.
Đấy nó mà rơi trúng người mình phải xác định. Lại đầu to, mình không biết từ đấy là ăn mấy con đầu to rồi. Ôi xin lỗi anh em, chứ mà thực sự khẩu súng nó mạnh quá, mình biết làm sao giờ. Ok, đằng sau kìa. Trời ơi, xuyên cả giáp luôn. Đâu hết, đâu hết rồi. Hello. Đằng sau à? Ôi thôi. Thôi dòm lại tuyệt chủng anh em. Nghỉ lắm. Sivana. Úi dồi ôi, véo. Này thì ui. À được được được, nó đổi dòm, nó đổi dòm, ok. Mình tưởng nó không biết cơ. Đây là này đâu, này đằng này đâu. Đó. Kiểu gì cũng có mạng đây. Cố lên anh em ơi, dòm nhiều rồi, dòm nhiều rồi. Đằng sau kìa, đằng sau kìa. Headshot. Ôi anh nhìn thằng này cầm không? Nó đang cầm Death Dragon đấy. Trời ơi nhìn nó chất thì như kiểu quảng cáo B-phone vậy. Trời ơi. Thôi được rồi, mình chắc mình đến giờ test đam rồi chứ cận chiến nó hết bố do mất. Ê nó trên này này. Trời ơi, Death Dragon kìa. Được rồi, trong phòng này có mấy thanh niên cũng có, hình như là nhặt của mình thì sao ấy. Chúng nó thoát hết rồi anh ạ. Đây 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 đây. Hóa. Ui ôi, tại sao là tôi? Tại sao là mình? Thôi rồi, giải quyết nhanh nhanh đi nào. Ui, cao đi anh em, cao đi. Cao vào mặt chúng nó. Yên tâm, mình chặn đầu rồi anh em yên tâm. Nó không chạy được đâu. hôm qua mình đang stream cũng vậy, làm mấy lần đồ to liền. Nản thật chứ. Mà trong khi có 7 hiệp thôi nhá, mà làm 2 trận. Bắn được có mấy trận. Ui đây đây, đã cho gol này. Wow. Ok, ra may quá, may là giải quyết nhanh. Đẹp nhỉ. Ở giữa nó có hình kiểu như kiểu đi chết đấy. Nhìn khổ lục, nhìn khổ lục, mình cứ thấy nhìn nó cứ bẩn bẩn thế nào ấy thật. Ở bên Trung Quốc mình nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà sao bên Việt Nam nhìn nó bẩn thế. Trời, đồ to thoát rồi. Cảm ơn bạn nhé. Đừng để nó dình mình ấy. Ô ô ô. Ý ta quỷ. À. Ui, tôi ngu rồi, sao lao vào lòng. Tại thằng kia nó tự nhiên nó cua vào hướng mình chạy, thế là nó cao cả mình cả nó luôn, thế là chết cả hai thằng. Cứ chết đi. Trượt rồi nhé. Thằng đấy nó có vẻ cay mình lắm không? À, à. Ui, con này đấy, con này đấy. Ui, một viên chết luôn kìa. Nhủ đã nhanh kìa. Từ từ, mình đã thử một cái này. Không được à? Anh em nhìn nhá. Khi mà nó thay đạn ấy, nhìn nào. Đó, anh em vẫn cận chiến được nhá. Thì đây là cái điều mà cái shotgun đeo cho thường không làm được. Nhưng mà cái khâu này nó cải thiện một chút rồi. Nhưng mà thử lại nào. Mình thấy nó lúc được lúc không ấy. À đúng rồi, đúng rồi. Lúc trong khi thay đạn anh em vẫn cận chiến được. Hay hay hay, cái này hay. Ui một viên kìa. Ui chết rồi, nó thoát hết rồi. Chắc 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 chắc. Chết 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 mà thành niên luôn. Ôi có khi nghỉ thôi anh em ạ. Chúng nó thoát hết rồi. Lơ cầm súng khỏe quá. Ôi anh em xem cho mình cảm nhận nhé. Và chúc anh em trải nghiệm vui vẻ cái khẩu Death Trailer này. Mình cũng muốn chơi thêm lắm nhưng mà thoát hết rồi. Thế là cũng không có ai để mà chơi. Xem sao con đồ to này nào. Các bạn thì không có điểm gì chê ở cái này quả, ngoài việc là em rất là tốn tiền để có được nó thôi.